Á hậu Thái Lan muối mặt lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn bên vực ông Nawaz, cà khịa Việt Nam. Sau bài đăng có tính công kích đối với Hoa hậu Bảo Ngọc, tuyên chiến với cộng đồng mạng Việt Nam giữa ồn ào với ông Nawaz, hai Á hậu đến từ Thái Lan vừa qua đã phải lên tiếng xin lỗi. Miss Grand International hiện vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Dù cuộc thi đã kết thúc được gần một tuần, nhưng rất nhiều cuộc chiến vẫn nổ ra hàng ngày. Trong đó, cuộc chiến giữa ông Nawaz và cộng đồng mạng Việt Nam thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng xứ Chùa Vàng và khiến không ít người bày tỏ sự bức xúc, tuyên bố tuyên chiến với cộng đồng mạng Việt Nam. Vì trước đó, không ít người vẫn còn cay vụ Hoa hậu Bảo Ngọc chiến thắng Hoa hậu Thái Lan để giành vương miện Miss Intercontinental 2022. Không chỉ cộng đồng mạng Thái Lan, mà vừa qua, dàn Á hậu Miss Grand Thái Lan 2022 cũng đã nhập cuộc trong vụ lùm xùm để ra mặt bên vực cho ông Nawaz. Cụ thể, các người đẹp xứ Chùa Vàng đã chia sẻ lại một bài viết của chuyên trang Sắc Đẹp Thái Lan có nội dung rằng fan hoa hậu tại Thái Lan đã cố nhẫn nhịn trong thời gian xảy ra lùm xùm. Họ vẫn luôn cay cú về Á hậu 1 Heidi Jensen Amanda từng bị đánh bại trước Bảo Ngọc tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 và cảm thấy không tâm phục khẩu phục trước chiến thắng này của đại diện Việt Nam. Trong đó, người đầu tiên tuyên chiến với fan Việt chính là Á hậu 2 Tina Thanawanquit và hai Á hậu 5 Charlotte Austin, Chambu Binkis. Trong đó, Tina Quina đã từng đến Việt Nam để làm giám khảo tại buổi sơ khảo Miss Grand Việt Nam 2022 và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Việt. Cụ thể, bài viết Tina Quina chia sẻ đã thể hiện sự cay cú đến fan Việt. Cô cho biết đã nhẫn nhịn từ lâu kể từ khi Á hậu 1 Heidi Jensen Amanda thua đầu trước Bảo Ngọc tại Miss Intercontinental. Vào thời điểm đó, netizen Thái Lan cho rằng Heidi phải xứng đáng lên ngôi hoa hậu, vị trí mà Bảo Ngọc đã đạt được. Tuy nhiên, Heidi chỉ dừng chân ở top 20 chung cuộc. Khi nhìn làn sóng unfollow trên trang chủ Miss Grand International 2022, Tina Quina đã thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Không chỉ có vậy, cô còn đấu khẩu với netizen ở ngay phần bình luận. Tina Quina cho biết, cô rất thất vọng với fan sắc đẹp tại Việt Nam. Tôi đã nói gì khó nghe hay chưa? Mục đích tôi nhắc đến Heidi là vì tôi tin rằng cô ấy sẽ đạt được ngôi vị cao nhất, nhưng tôi vẫn tôn trọng kết quả cuối cùng. Vì các bạn không hiểu mục đích của câu chuyện và hiểu theo một cách tiêu cực khiến tôi vô cùng đau lòng. Nhiều người đẹp xứ Chùa Vàng cũng có hành động đồng tình theo. Trong đó, Á hậu 5 MGT Miss Grand Chiang Mai 2022 đã chia sẻ lại bài đăng trên trang cá nhân và xóa nó ngay sau đó. Sau khi nhận nhiều phản ứng dữ dội từ dư luận vì vào hùa, cà khịa Việt Nam, người đẹp Thái Lan sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi. Trên trang cá nhân, cô nàng đăng story xin lỗi với nội dung như sau. Tôi đã xóa bài đăng, hy vọng các bạn dừng lại cuộc chiến trên mạng xã hội. Xin lỗi những người hâm mộ Việt Nam đã yêu mến tôi. Nếu đó khiến bạn khó chịu, tôi không sợ bị người khác ghét. Tôi đã xóa nó chỉ vì sự thoải mái của những người tôi yêu thương và yêu thương tôi. Động thái mới nhất của Á hậu Nam Chambu như một cách tháo lui khỏi những drama chưa có hồi kết. Người đẹp lên tiếng xin lỗi nhằm xoa dịu dư luận và tránh vướng ồn ào. Trước đó, thời điểm Bảo Ngọc đăng quang, nàng hậu phải nhận về sự chỉ trích lớn của fan Thái Lan. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam có đầy đủ yếu tố để trở thành hoa hậu và điều đó đã trở thành sự thật. Hiện tại, tân hoa hậu đang hoạt động sôi nổi với tư cách mới, vai trò mới. Sau những ồn ào xoay quanh MGI, việc cô bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến khiến người hâm mộ sắc đẹp bất bình. Dù không phục kết quả, nhiều người cho rằng dàn chân dài Thái Lan cũng cần có hành động văn minh và tinh tế hơn. Hiện tại, cuộc chiến trên mạng xã hội giữa cộng đồng sắc đẹp Thái Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi có thêm nhiều người không liên quan bị lôi vào cuộc giống như Hoa hậu Bảo Ngọc. Miss Grand International 2022 có lẽ là một mùa giải đem lại vô số điều thị phi, làm chấn động giới beauty queen toàn cầu.